Nè, lão già thôi, người đã đưa thằng nhóc nó đi đâu rồi hả? Người tưởng người làm được hòa thượng sao? Lần kia ta cho người biết Lưu Tăng mới là chân long thiên tử, vì ông trời không cho người bạo hành mới tạm cất dấu chân long thiên tử. Rồi một ngày nào đó hoàng thượng sẽ đích thân dẫn binh tiêu diệt ngươi. Ta sẽ giết người trước lão già thôi à. Không, bây giờ ta chưa giết ngươi đâu, ta muốn hành hạ ngươi từ từ. Ta cho ngươi xem ta làm sao ngồi được trên ngai vàng. Ngươi đâu? Có giáo quan đại nhân, hãy dẫn một số binh lính đến xử trảm cả nhà Lý Cô. Dạ. Lão già thôi, thế nào, kể từ giờ phút này ngươi đã là bơ với Cô Quảnh rồi. Lão già thôi, giết cả nhà người người cũng không cảm thấy đau khổ. Họ chết đúng chỗ thì có gì mà đau khổ. Ngươi bao giám quân đại nhân, chuyện gì nói? Phu nhân Phu nhân thế nào? Phu nhân bị phản tặc núi Nhị Hạo bắt đi rồi. Cái gì? Khởi binh ba vạn sang bằng núi Nhị Hạo. Dạ. Sư Thái nghĩ có nên cho người xuống núi quan sát hay không? Ta nghĩ rất nên làm như vậy. Ừ. Lục phu nhân. Dạ. Dậy đi. Con và Dương gia. Dương gia. Hòa thượng thế nào? Dương gia thử nhìn xem. Cái ngựa này hả? Mẹ. Thần thánh an hòa thượng. Nè, đứng lên đi. Để đứng hết đi. Đứng lên đi mẹ ơi, tất cả đứng lên, đứng lên, đứng lên đi. Ê, chậm đã lấy được bức ngọc tỷ, đem về đây rồi nè. Quá tuyệt vời, đúng lúc phải sử dụng ngọc ấn này rồi. Ừ, Dương gia, Khanh có dự kế gì không? Hồi hoàng thượng, Trịnh Cường bắt được tôn thọ phu nhân của Lương Ký. Vậy thì tốt quá rồi. Dương gia, Lương Ký thống lĩnh ba vạn đại quân tuyên bố sang bằng núi Nhị Hào.
quả nhiên nằm trong dự đoán của ta. Hoàng thượng, lần này Lương Ký dây đánh núi Nhị Hào, chúng ta có thể bảo Trịnh Cường rút khỏi dòng chiến rồi, để lại một trại trống lỏng cho chúng công phá. Binh mã của sơn trại ta lén lút rút đi, bí mật đi đến Ký Châu, tấn công thành Ký Châu, giết Lương Bất Nghi, hắn trở tay không kịp. Huynh đệ họ Lương xưa nay xem thành Ký Châu là đại bổn doanh, bí mật để mưu phản, tích trữ lương thực, binh khí và kim ngân vô số kể. Ký Châu thất thủ, Lương Ký ắt hẳn không chịu để yên, sẽ dẫn đại quân, lúc đó hắn sẽ đánh về thành Ký Châu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phái người đến kinh thành giáng hoàng bản khắp nơi, đóng đại ở Ngọc Tỷ, tuyên bố tội lớn của Lương Ký với thiên hạ và triệu cáo thiên hạ. Nếu có ai lấy được đầu của hắn, được phong hầu bái tướng. Chuyện này hoàng thượng nhận thấy thế nào? Vậy thì tốt quá rồi. Thường ngày Lương Ký gây nhiều tội ác, nên sớm giết chết hắn. Dương gia, qua đây. Hoàng thượng có gì dạy bảo? Thanh Hà Dương gia lưu toán, nghe sắc phong. Trẫm phong ngài làm đại tướng quân. Không, đại tướng quân quá nhỏ, nên phong là nên phong canh làm giám quốc đại tướng quân, điều binh khiển tướng đánh bại Lương Ký. Nè, Ngọc Tỷ này giao luôn cho khanh đó. Không, hoàng thượng, Ngọc Tỷ này là trấn quốc chi bảo, là tượng trưng cho quyền lực, chỉ có hoàng thượng mới sử dụng được thôi, với thần đâu dám nhận. Xin hoàng thượng thu hồi thành mệnh. Trời ơi, chẳng bảo khanh nhận thì khanh nhận đi. Hoàng thượng, với thần không dám nhận. Khanh cứ nhận đi mà. Hoàng thượng đã bảo nhận, Dương gia cứ nhận đi, đợi đánh bại Lương Ký rồi hãy hoàn trả lại cho hoàng thượng. Di thần tuân lệnh. Trời ơi, vậy mới phải chứ. Hoàng thượng, chúng ta nên xuất phát sớm, cần phải đến núi Dị Hào trước khi Lương Ký đến đó. Trẫm đã phong khanh làm giám quốc đại tướng quân rồi, chuyện lớn á, khanh chỉ cần nói với trẫm một tiếng, còn những chuyện khác khanh tự quyết định là được rồi. Dạ hoàng thượng. Sư phụ, đệ tử vì tình thế bắt buộc đa đa đắc tội, mong sư phụ thứ lỗi. Bần ni không có thứ đệ tử như ngươi. Sư phụ, nếu không lượng thứ, đệ tử sẽ quỳ mãi không đứng lên. Sư thái, tha cho hắn đi. Bần ni nể mặt Lưu Dương gia, ngươi đứng lên đi. Ta sư phụ khoan học đại lượng. Đây là hoàng thượng, người không hành lễ sao? Vậy bái kiến hoàng thượng. Đứng lên, đứng lên. Dẫn tông thọ. Khoan đã. Tại sao? Ngươi là ai? Đó là biểu huynh của tôi, Thanh Hà Dương gia. Hoàng thượng đã phong huynh ấy là giám quốc đại tướng quân. Thanh Hà Dương gia, giám quốc đại tướng quân. Hân hạnh, hân hạnh, hân hạnh. Trên đầu lĩnh được khách khí. Tú cô à, cô mời họ lên núi là để xem xét việc chặt đầu vợ Lưu Kiếm như thế nào, có phải không? Trịnh Cường, không lẽ huynh quả thật không biết nguyên do tôi trở về sơn trại sao? Tại sao vậy? Cô không phải về để trả thù sao? Nguy cơ đã ở trước mắt sơn trại rồi. Nếu không phải lo lắng sinh mạng của các huynh đệ ở trên này, tôi tuyệt đối không lên đây đâu. Tú cô à, cô đừng uy hiếp ta. Ta bắt vợ của Lương Ký, Lương Ký nhất định phái binh để đánh ta. Sơn trại Nhị Hào dễ thủ mà khó công, Lương Ký muốn xử ta vào tử địa e rằng không dễ dàng đâu. Nếu Lương Ký dây mà không công thì sao? Dây mà không công? Nếu dây mà không công, trong sơn trại tích trữ được bao nhiêu lương thực, giờ có thể chịu đựng được mấy tháng chứ? 3-4 tháng chắc được chứ. Nghiệt đồ, chết đến nơi rồi còn chẳng hiểu gì cả.
Nói như vậy là Dương gia tới đây để cứu chúng tôi. Có thể nói như vậy. Được, nói ra xem. Bỏ rơi sơn trại. Bỏ rơi? Sơn trại có cả vạn nhân khẩu, rút khỏi đây thì bảo họ đi đâu đi? Ký Châu. Ký Châu? Thành Ký Châu rất kiên cố, Lương Bất Nghi lại nắm giữ trọng binh, Dương gia có biết không? Quả thật là như vậy. Vậy là Dương gia bỏ chúng tôi đi nộp mạng sao? Không sai. Thành trì Ký Châu kiên cố, nếu tấn công thì rất khó thành công. Nhưng mấy hôm trước đây ta thăm dò thành Ký Châu đã hiểu rất nhiều về Ký Châu. Lương Bất Nghi, hắn là kẻ tham lam bạo tàn, rất nhiều binh lính kêu than, và lại bá tánh rất là căm ghét hắn. Lương Bất Nghi có thế mạnh 10 phần, nay đã mất đi 3 phần. Ta bảo môn khách mô phỏng bút tích Lương Ký viết một lá thư cho hắn, ra lệnh hắn điều ra 3.000 binh mã cùng bao dây núi Dị Hào. Như vậy thì Lương Bất Nghi chỉ còn lại 4 phần thế lực mà thôi. Cho dù là vậy vẫn rất nguy hiểm. Không, bảo đảm sẽ thắng chắc. Xin hãy nói cho rõ. Đấu trí. Đấu trí? Ừ. Ta đã hiểu rồi. Dương gia muốn mượn binh ta đánh bại Lương Ký. Nếu thắng rồi thì tổn thất vì binh lính sẽ là ta. Còn nếu thua thì sẽ toàn quân phúc mạc. Dương gia nói đi, ta có ích lợi gì? Ích lợi quá nhiều. Ích lợi ở đâu, tại sao ta không thấy? Nếu chiếm được Ký Châu, binh khí lương thực và kim ngân của huynh đệ họ Lương khổ tâm tích trữ đều thuộc về huynh. Dương gia nói thử xem, có bao nhiêu kim ngân? Cả 100 triệu lượng. Hả? Nhiều vậy à? E rằng còn hơn số này nữa. Giá lại bá tánh Ký Châu thường bị Lương Bất Nghi bóc lột, bá tánh ăn không được no. Sau khi huynh lấy được binh khí và lương thực rồi, hô hào một tiếng, người đến nương vào huynh khẳng định vô số kể. Đến lúc đó binh mã của huynh khuếch trương gấp 10 lần. Nhưng lời nói không bằng chứng. Dương gia có bằng chứng gì? Bằng chứng này thế nào? Truyền quốc ngọc tỷ. Đứng lại kiểm tra coi. Giờ đâu có gì đâu. Đứng lại, không có gì cũng kiểm tra nữa. Không có gì đâu. Rồi đi đi. Đi. Đứng lại có gì không? Chúng tôi là người dưới quê lên, lên đây thăm người thân thôi. Đi. Ê. A Di Đà Phật. Tu hả? Đi đi. Đi. Đi luôn. Đi. Đi, đứng lại. Chúng tôi vào thành. Vô đi. Đi đi. Đi luôn đi. Đứng lại. Người ở đâu? Vô thành làm gì? Tại hạ đến từ kinh thành. Nghe nói thành Ký Châu có người rất giỏi về thơ văn, muốn lấy văn chương để kết bạn. Lấy văn chương kết bạn hả? Thư sinh nghèo hả? Đi. Đi đi. Đi đi đi, đứng lại. Dạ. Mẹ, mẹ ngồi ở đây đi. Ngồi đi. Cho bình nước Di Hồng lên. Dạ dạ.
mẹ cũng biết mẹ mệt lắm rồi đó. Nè. Ê Thiện Nhị ơi, dọn cơm. Dọn cái này đi, đói bụng lắm rồi. Có liền, có liền. Nè Thiện Nhị, dọn này đi. Dạ, dạ, dạ. Hành động phải nhanh, không được đánh lâu. Chỉ cần mở thành môn ra là được rồi. Các vị thành bại lỡ trận này, mong các vị hãy dốc hết toàn lực. Được, hành động đi. Lương Bất Kỳ, ngươi đừng gọi nữa, bởi vì người của ngươi không nghe được tiếng của ngươi nữa. Vậy được, ta sẽ giết ngươi trước. Lương Dương Gia, để ăn lại cho ta. Trời ơi, lão gia, lão gia. Đầu lĩnh, không được lạm sát. Tại sao? Trong cái biệt viện này không một ai là người tốt cả. Ta không thích có quá nhiều chém giết. Lão gia, đại nhân, bao giám quốc đại nhân, thành Ký Châu bị Lưu Toán công phá. Đi đâu? Dạ. Bảo vệ phủ Thanh Hải Dương, giữ trạm toàn bộ, xuất binh Ký Châu. Dạ. Lương tặc hãm hại Trung Lương, khi quân phạm thượng, tội ác tài trời, nhiều không tả xiết. Ai lấy được đầu của Lương Ký, được phong hầu bái tướng, hưởng đất phì nhiêu ngàn máu. Lương Ký ác ôn bất đáng chết. Tại Lương Ký ác ôn bất đáng chết. Đúng nhiều quá, đáng nhiều quá. Đáng đậm rồi, phải chết thôi. Đáng còn đáng chết thì chết là vừa rồi. Chết thiệt phải chứ. Hên này đáng đời lắm. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Tài trời quá mà. Trời ơi, vậy. Để sống rồi. Đáng chết. Đáng chết thưởng lương một tạ và ba lượng bạc. Mẹ tổng quân chân lên đi. Ai dẫn theo ngựa đầu quân thưởng lương ba tạ và mười lượng bạc. Người cái tép, người cái tép. Dạ tôi xin tổng quân. Rồi người cái tép. Dạ. Rồi. Dạ tôi nữa nè. Cái tép. Từng người một. Rồi tiếp tục. Nè tôi nữa. Lẹ lẹ qua đây. Theo ý của ta, nên thưởng tam quân, huấn luyện tân binh, ít nhất một tháng sau mới xuất chiến được. Không được, như vậy sẽ bỏ lỡ dịp mai. Đợi Lương Ký tỉnh ngộ rồi, thập vạn binh mã của huynh vừa thành lập rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Muốn tiêu diệt Lương Ký phải cho tinh thần hăng hái lên. Tinh thần hăng hái thế nào? Bỏ rơi thành Ký Châu.
Bỏ rơi sơn trại Nhị Hào, Dương gia nói có lý, nhưng thành trì Ký Châu kiên cố, binh mã lương thực lại sung túc, chịu một năm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tại sao lại bỏ rơi? Vẫn cho Lương Ký đánh hụt, làm cho hắn mất đi lý trí. Tôi đồng ý kiến giải của Dương gia, bỏ thành Ký Châu. Trương Thanh à, cô thấy sao? Tôi nghe theo tướng quân. Còn các huynh đệ nhận thấy thế nào? Chúng ta nên nắm vững trận địa. Lúc này Lương Ký giống như một con cọp nổi giận, chúng ta nên rút khỏi vòng chiến. Đúng vậy, chúng ta nên đợi thời cơ. Đã tới lúc con cọp này ngủ gục rồi, tiếng đánh cũng chưa muộn. Trời ơi, các người đều đã hết rồi, chỉ có ta là chưa nói thôi. Hòa thượng nói đi. Nếu Lương Ký là một con trâu á, thì chúng ta dắt mũi con trâu đi. Nếu Lương Ký là con cọp á, chúng ta là một cái chuồng để bắt hắn. Hòa thượng hay lắm. Ta nói mò thôi, các anh đừng nghe nha. Không, Hòa thượng đã nhắc nhở thần. Được rồi, không cần nói gì nữa. Chuyện này nhất thời vẫn chưa quyết định được. Các huynh đệ, có, chúng ta đi. Đấy. Tú cô, sao quynh đến đây? Có chuyện gì vậy? Lúc rảnh rỗi ta không thể tới thăm cô được sao? Tôi rất khỏe, không cần phải thăm đâu. Quynh hãy về đi. Tú cô, chẳng lẽ giữa chúng ta không còn gì để nói à? Nếu như là việc công thì quynh cứ việc nói. Còn nếu như là việc riêng thì không có gì để nói cả. Tú cô, bất luận cô đánh giá ta thế nào, nhưng cô vẫn là người của sơn trại. Cô vẫn phải lo cho các huynh đệ trong sơn trại này chứ. Tôi không còn là người của sơn trại nữa. Cô thích lưu toán phải không? Đây là chuyện riêng của tôi. Không, cũng là việc công. Bởi vì cô thích hắn, cho nên đâu đâu cô cũng binh việc lợi ích cho hắn, mà không lo lợi ích cho sơn trại. Không, tôi không có. Trịnh Cường, Quynh cho là ai cũng giống như Quynh sao? Chỉ lo cho bản thân mình, không lo cho người khác. Ta vì lợi ích sơn trại. Quynh là vì sơn trại à? Quynh ích kỷ, Quynh lấy danh nghĩa của sơn trại, Quynh có giả tâm. Biểu Quynh, muội đang hỏi Quynh đó. Cái gì? Quynh không nghe muội nói gì sao? Muội nói gì vậy? Biểu huynh, chúng ta bỏ ra quá nhiều. Thật tình làm vậy có xứng đáng hay không? Biểu muội à, những gì muội làm vì ta, ta rất cảm kích. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Ta chỉ có thể xem muội là tiểu muội. Muội biết, muội biết từ lâu rồi. Cuối cùng thì khẳng định là kết cục này. Nhưng muội không tin. Xưa nay muội vẫn không tin, muội không nắm được Quynh. Muội thất bại. Muội thật sự hoàn toàn thất bại. Biểu muội à, muội đâu cần khổ sở như vậy chứ. Làm huynh muội không phải tốt hơn sao? Muội hận huynh. Phải, muội nên hận ta. Tại sao huynh không tránh? Cho dù muội chính ta giết chết ta, ta vẫn xem muội là tiểu muội của ta.
Không biết Trịnh đầu lĩnh suy nghĩ ra sao rồi? Vẫn chưa nghĩ. Vậy đến lúc nào huynh mới có thể quyết định được chứ? Từ từ đó. Bây giờ trẫm muốn tuyên bố một chuyện này. Nếu ai chính tay giết chết Lương Ký, trẫm sẽ nhường ngôi vua này lại cho người đó. Trời ơi, lại nói như vậy. Bởi vậy. Hoàng thượng, sao hoàng thượng lại có ý niệm này chứ? Trẫm chính là muốn nhanh chóng giết chết tên khốn kiếp hại dân hại nước này. Muốn giết Lương Ký cũng đâu cần hoàng thượng nhường ngôi chứ. Trịnh đầu lĩnh, huynh nói phải không? Phải. Quyết định gì đi, ta không nói đùa đâu. Lưu Dư Gia, Dương Gia thử nói xem, làm sao mới có thể dắt mũi con trâu đi, và làm sao mới có thể bắt con cọp vào trong chuồng cọp? Bỏ thành Ký Châu, rút về núi Dị Hào, để Lương Ký đi theo chúng ta, sau đó lựa chọn địa hình có lợi, gậy ông đập lên ông, phục kích giết cọp. Được. Hay. Lưu Dương Gia không thẹn là một quân sư tốt. Trên đầu lĩnh, quá khen rồi. Chà. Báo cáo, lưu đại tướng quân, Trịnh Cường và Lưu Toán đã trở về núi Nhị Hào rồi. Trịnh Cường, Lưu Toán, nếu để ta bắt được các người, ta sẽ rút gân các người, lột da các người. Các tướng nghe lệnh, hỏa tốc tiến đến núi Nhị Hào. Dạ. Cha. Lương Ký chắc chắn phải chết tại đây. Phải, ở đây quả thật là một chỗ phục kích khá tốt. Trịnh đầu lĩnh, huynh dẫn một đội nhân mã dẫn theo Tôn Thọ đến trại Lương Ký khiêu chiến. Lương Ký nhìn thấy Tôn Thọ, khẳng định đích thân xuất chiến. Đánh vài hiệp rồi huynh giả vờ đánh bại, rút về cốc này. Nên nhớ tuyệt đối đừng háo chiến. Tôi bị lãnh binh đến nơi đó cho. Cô đi thì quá tốt rồi, bởi vì Lương Ký hại chết cha cô. Hắn nghĩ rằng cô nhất định không thiện đãi Tôn Thọ, giá lại có thể chọc cho hắn đấu trí. Nhưng mà cái gì? Ra trận khiêu chiến cần phải biết chửi, giá lại chửi càng khó nghe càng tốt. Như vậy Lương Ký mới phấn đấu quên mình để đuổi theo cô. Không, tôi không biết chửi. Chửi mắng không thể dạy được đâu. Trương Thanh, muội có bằng lòng đi với Tú Cô một chuyến không? Ở trong mắt Quỳnh, muội là một người biết chửi mắng. Không, ta chỉ cảm thấy muội đảm đưa được cặp nhậm này. Được thôi, vậy thì muội một lần làm ba chàng đi. Cha.
Dương! Lương Tập! Giờ ngươi đang ở đây, đi xú đi nè! Ngươi lại núp ở đó như con thỏ đế vậy! Nếu có bản lệnh á, thì ra đây đánh với ta 300 hiệp! Ta nhất định đánh cho ngươi gọi ta là mẹ! Lương Tập! Tới đây đi! Đừng làm con rùa rụt đầu nữa! Ngươi có bản lĩnh thì ra đây! Ra gọi ta là mẹ đi! Ta là mẹ của ngươi thế nào? Có được hay không? Đừng làm con rùa rụt đầu nữa! Giết sạch bọn chúng cho ta! Giết hết cho ta! Ai giết được bà nương thối này, cứu vợ ta ra, thưởng nắm giả lượng! Các quân đệ, xông lên! Sát! Rồi! Sẽ là hoàng hậu trong lòng ta. Trịnh Cường, mình phải kiên cường. Không được nữa rồi. Mình phải kiên cường lên, phải tiếp tục sống. Ta muốn hỏi cô, hãy nói cho ta biết, cô có thích ta không? Trịnh Cường, Quỳnh rất thẳng thắn, rất cương trực. Theo tôi nghĩ, tôi rất thích Quỳnh. Trịnh Cương!
Lưu Toán, Quỳnh không ngờ là kết cục như thế này. Trịnh Cường, Quỳnh đừng chết, Quỳnh đừng chết. Quý muội à, muội hiểu lầm rồi. Trịnh Cường. Quý muội, muội đi đâu vậy? Cho dù muội ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa nữa. Tú cô, săn sóc tốt cho biểu huynh tôi. Trương tỷ tỷ, tỷ đừng đi. Dù thế nào đi nữa, huynh mãi mãi là đại ca, thân yêu nhất của muội. Xin mời Lý đại nhân. Được, ta hoàng thượng. Chứ gì Ái Khanh, lần này Bình Định phản Tặc Lương Ký, nghĩa quân Sơn Trại đã lập công lớn, binh mã Sơn Trại đều đã quy phục triều đình, phạm thần tử có công thăng quan tiến chức đều được thưởng tướng. Thần tử có quan hệ với Lương Tặc, chỉ cần không phạm tội lớn, chẳng đều không truy cứu. Gia sản của Lương Tặc toàn bộ tịch thu, đồng bọn Lương Tặc đài đi biên cương. Lý Ái Khanh, trẫm nói như vậy có được không? Được. Thánh hạ dân cha Lưu Toán kính phong. Giang Tuyết, trẫm phong canh làm giám quốc đại tướng quân, lập tức nhận chức. Ta chủ Long Ân. Lý đại nhân, trẫm có thể hủy bỏ một số hình phạt tàn bạo được không? Được. Được. Trẫm đại xá thiên hạ. Hoàng ân rộng lớn, hoàng ân rộng lớn. Tạ chủ Long Ân, tạ chủ Long Ân, tạ chủ Long Ân, tạ chủ Long Ân. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đã thoái vị ra đi. Mời tân hoàng thượng can nghi. Hoàng thượng. Xin chúc mừng, xin chúc mừng. Thôi, không giao mình đi. Cháu thì lớn thêm được một tuổi. Cháu thành người lớn rồi chứ. Cháu à, cháu hãy mau lớn khùng đi. Ừ.
逃不出自己的牢，太想得到得不到，得不到的更想要，到最后才知道明明理理是煎熬。天地在我怀抱，哪怕风雨飘摇，时时得得都不再重要。天地在我怀抱，即使会有波涛，就让我拨云见日，江湖任我逍遥。看过浮华喧闹，走过纷纷扰扰，有人哭有人笑，都逃不出自己的牢，太想得到得不到，得不到的更想要，到最后才知道明明理理是煎熬。